Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại đến với một cái series mới trong phần chơi mới. Trong series lần này đó các bạn, thì mình sử dụng hai cái bản mod mà được nhiều bạn yêu cầu ở tập trước, như là cái bản mod Paranoid với lại cái bản mod Bubdosia đó các bạn. Hai bản mod được nhiều bạn yêu cầu ở tập trước. Ngoài ra thì còn nhiều bạn yêu cầu những cái bản mod khác nhau nữa, như là bản mod gì á, Pandora nữa các bạn. Mình đã thử cho Pandora vô chung luôn á, nhưng mà rất là tiếc luôn á, nhiều bản mod quá các bạn, nó cứ bị crash game thôi à. Cho nên lần này mình sử dụng hai bản mod chính là Paranoid với lại Bubdosia thôi các bạn đó. Và trong cái map lần này đó các bạn, thì mình sử dụng á là cái map cũng là của mod luôn. Map này là map Olympus á, một trong những cái map cũng thấy là khá là đẹp ha. Và theo như mình thông tin nghiên cứu là map này cũng rất là rộng đó các bạn, thích hợp để mình có thể chơi được mod. Và mới giờ thấy có trái bí ngô nè. Tức hẹn. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay, bắt đầu series mới, thì các bạn đừng quên cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần của mình trong cái series lần này. Trong series lần này các bạn, mình hy vọng là nó không bị lỗi như cái series lần trước, không nó lại kết thúc quá sớm nữa nha. Trong series lần này mình sẽ cố gắng làm thật dài luôn. Và hồi nãy đó các bạn, mình mới vô đây mình có đi lượn lờ vòng vòng, mình thấy có con ở Titan ở phía bên này nè. Ôi trời, nó ỉa ra cái cục phân bự chà bá luôn các bạn. Ôi, con Titan này thì nó là của mod nè, kích thước của nó nhỏ hơn cái con của Vanilla, mà level của nó thì tới tận 1.008 luôn các bạn. Những cái mod lần này nó ra những con level rất là cao luôn á, và cục phân của nó thì bự khủng khiếp luôn á. Thôi ơi, cục phân này đem bón cho cây chắc là đã lắm ha, nó nặng 35 quay các bạn. Oh my god, đem ra phía bên ngoài để mình luyện ra thử nha. Đây rồi, chơi 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 chơi, nó bự hơn mình đó các bạn. Đúng là cục phân của con Titan nha, kích thước của nó thì không có bự lắm đâu, nhưng mà cục phân của nó thì khủng khiếp quá. Bây giờ mình cũng chưa cần góp phân đâu. Và phía bên đây thì có cái trứng này. Ui, trứng của con Chike Infe Chike các bạn. À con này đúng không? Ui level 560 60. Ui ui, nó còn có hiệu ứng màu à, xanh xanh xanh. Ây da. Gì á? What? Mới vô thôi mà. Ôi ôi, con quỷ Barento nó giả cho mình cái đuôi cái đen nhìn nè. Rồi luôn mình đã ấy da, mình spawn đúc ở phía bên đây luôn rồi. Hồi nãy mình ở phía bên kia đó các bạn, ở chỗ mấy cái cục gì chị kia lên á. Bây giờ spawn ở phía bên này. Ui, ở phía bên này thì có cái con gì nè, mới vô chết queo luôn rồi. Ở con này cần có thức ăn, level 900 mấy các bạn, cần có thức ăn hả? Berry được không? Ui con này là con hung phát xoáy các bạn, nhìn cute quá. Tự nhiên chết dặn con phía bên đây rồi, mới vô rồi thấy như hơi nhỏ rồi đó. Mình sẽ đi lượm berry thử các bạn. Dụng cụ của mod này thì cũng cần có micro thôi à. Vậy là bắt đầu phải bắt đầu bằng cái dụng cụ của Vanilla trước đi ăn. Lượm ít berry nè, đấm một ít gỗ nè, rồi lượm thêm mấy cái cục đá nữa để chế tạo cái cây cuốc đầu mới được. Ok, chế tạo luôn. Bây giờ thì đã có berry rồi các bạn, berry tím luôn đi ha. Quay trở lại chỗ con thu thử xem nó ăn không nha. À được nè. Ui, 3 phẩy mấy % thôi các bạn. Ủa con này level 900 mấy hả? Quyết định mình ở đây luôn mới được, ở đây để mình bắt cho bằng được con này các bạn. Nhìn nó bự bự mình nghĩ chắc cưỡi được á. À nó ăn nhanh lắm nè, lên 7% rồi các bạn. Ok, con này là sẽ là con khởi đầu của mình rồi các bạn. Giai đoạn hay nhất của game đây rồi các bạn. Đập đá chặt gỗ thăm nhàn thôi, vừa chặt mình sẽ vừa nghĩ nhiên xung quanh. Tự nhiên chết đi lại may mắn á, thấy được cái con này ở đây nè. Bây giờ thì quay trở lại thôi các bạn, để cho nó ăn tiếp trong lúc chờ đợi ha. Vừa kết hợp vừa cho nó ăn và vừa đi lượm thêm berry, rồi chế tạo thêm cái cây rìu nữa các bạn. Mà có được mây tàu rồi nè, hình như là 20 cục mây tàu đó các bạn, thì mình mới đủ được một cây cuốc ha, cây cuốc hoặc là cây rìu của bản mod. À dạ, con nó tấn công mình không vậy, nhìn nó nguy hiểm. À ây da, con quỷ ăn cắp đầu các bạn. Thôi mới giao gặp nó nữa rồi, báo nữa rồi. Quỷ đó bây giờ nó giả cho mình một phát chắc đi luôn quá. Hình như nó không qua đây nữa các bạn. Thành quá. Nó không qua đây được. Bên kia có con cành cành cho nên là né né ra. Rồi, bây giờ thì quay trở lại các bạn, sau khi có được vài trái berry thì cứ quay trở lại để cho nó ăn thôi. Trời ơi, em nó đây. Và ăn một phát. Mình sẽ đánh dấu nó lại trong cái phần này luôn, để tránh nó đi lạc nha. Tiếp tục ăn được không? Ủa nó ỉa liên tục luôn á. Con này tem nó lâu nhưng mà nó đói thì cũng nhanh á, cho nên có thể cho nó ăn liên tục được. Đó, ứng túc trực cho nó ăn, đúc cho nó ăn liên tục luôn.
Qua phía bên đây mình thấy có cái cây cột tàn tích gì nè. Rồi có cái rương nữa. Cái rương này mở ra hay được nha anh. Điểm kinh nghiệm nhiều lắm. À, nói về con khủng long chảy trâu. Và mình được bao nhiêu cấp đây? Ủi, 7 level các bạn. Ngon. À, tốc độ trước đi. Giai đoạn này cần có giữ mạng sống, chạy thật nhanh á. Cho nên cứ chạy trước. Và mình sẽ thử học cái cây cuốc thôi. Đó, được đấy bạn. Nguyên một bộ dụng cụ khởi đầu game nè. Với lại cây giáo phía bên đây chắc là cũng là cây giáo khởi đầu luôn á. Nhưng mà cần phải bắt mấy cái con Inve, đánh mấy con Inve để lấy thịt của nó. Ui, cả quả, có cả cụ rùa ở phía bên trong này nữa các bạn. Cụ rùa và mấy con bờ te ở trong này nữa nè. Đi sâu vô trong rừng thử các bạn. Có ăn cắp đồ hả? Đây, bờ te này. Bờ te này cần có level 35 lận. Mình mới có thể thu phục được em nó. Và cụ rùa khổng lồ trong này nữa nè. Ui ui. Alo, sao rớt phải không? Nó hỏi điện hay sao bạn, đánh hiệu ứng điện tùm lum hết à. Hình như đánh với con khủng long ba sừng. Ui, nó chết rồi. Cái gì á, cuộn ruột có đấm mình không vậy? Ui, nó chết rồi, mình có thể vô trong đó bởi mình ăn thịt được. Lấy thịt, chậm chậm thịt. Ui, xin thịt nha. Wow. Ui, con khủng long bắn dai nè. Thịt miễn phí đây rồi các bạn. Hình quá, tự nhiên lửa ở trong rừng. Ui nè, con gì đây, sa bên tốt phải không? Sa bên tốt này hình nhìn thấy nó quằn quện trên người lắm. Chắc là con này hơi điện hay sao đó, mình sẽ có được da miễn phí các bạn. Rồi trên này thì con gì nữa đây, đô đô nữa hả? Ờ, xác có con đô đô các bạn. Đô đô này nhìn giống như kiểu đô đô bằng đá quá. Có được thêm cái gì vậy? Wow, mấy con trong này đánh nhìn đẹp lắm luôn á. Và chỗ này thì rất là thị phi luôn á, được cá nhiều thịt nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Để chừng đập trúng con rùa nha. Cano nữa nè, xác của cano với xác của Aloysius. Ui, cano. Wow, cano màu đen thui luôn. Thôi, được rồi, đã có đủ rồi bạn, tham quá là hâm luôn á. A few moments later. Cho em nó ăn một hồi nãy giờ đó bạn, lên được 40 mấy% rồi và mình đang rất là đói luôn á. Bây giờ phải đến lúc quay trở lại để xem coi có thịt chưa nha. Cho em nó ăn nãy giờ luôn. Đây rồi các bạn, đã có thêm thịt. Phía bên đây thì có thêm thịt nữa nè. Đó, ok, ăn vô đỡ đói liền luôn á. Được 50 mấy% đó bạn, nửa đoạn đường gian nan rồi, sắp sửa mình sẽ có đệ tử và con nó đứng bên đó rồi, cho nên là lượn qua phía bên đây. Nãy giờ vẫn kết hợp vừa farm vừa tem con kia luôn các bạn, vừa chặt gỗ vừa đập đá vừa lượm berry cái kiểu đó, cứ lượm được một vài trái cái là chạy ra xem coi em nó ăn chưa để có thể liên tục chặt thêm một ít gỗ nữa. Cứ gần chỗ nào farm được là mình cứ farm hết lại hư cây cuốc nữa rồi. Nãy giờ mình túc trực cho nó ăn liên tục các bạn thì em nó được 90 mấy% rồi, sắp sửa xong rồi. Trời ơi, nãy giờ buổi tối sáng trở lại luôn rồi các bạn. Sắp sửa sáng choang luôn á. Và em nó thì một phát nữa nè, đây rồi. Đã trở thành đệ tử của mình, đứng im đứng im cưng. Cưỡi được không? À, cưỡi liền được luôn đó bạn. Ui. Nó nhảy tưng tưng nhìn cute lắm luôn á. Và bây giờ thì hơi tối nha, chưa có sáng hẳn. Và farm thử được không? Ui, farm được luôn nè. Được 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 nha, farm berry được không? À, con này không farm được berry các bạn ơi, chỉ có thể farm được gỗ thôi anh. Con này cũng mạnh không đây? Con này thì hồi farm được gỗ thôi, cho nó lên. Ôi, sức mạnh của nó 40 mấy% nữa. Hay chà, chắc là mạnh lắm đây, có thể đội nón được nè. Rồi, trong lúc chờ đợi chế tạo thì mình sẽ cưỡi em nó đi vòng vòng thôi, chắc là quay trở lại cái chỗ nãy mình bị chết đi các bạn. Em này thì farm được berry không được, nhưng mà farm đá thì có một cái xấu hả? Cái sáu này là bao nhiêu nhìn ghê đi. Con này cũng mình chắc đánh không lại cái sáu đâu không? Ghê quá. Kẻ đây đánh cái con cần kìa. Ui, có con rùa đó kìa. Con rùa màu hồng đó. Và có cục hến ở phía đằng trước. Và con này thì à, con này hiền các bạn. Ây da, nó cắn mình luôn hay gì á. Dù không sao, đánh 1.000 mấy đam các bạn. Wow. Mà cái con quỷ này vậy mà đánh 1.000 mấy đam mà nó không chết nè. Trời ơi, cái mối này ngồi level 900 mấy mà hèn gì. Trâu giả man luôn á. Để ý còn cá sấu với bên kia nha, con này nó lù đù quá à. Nó xây vòng vòng mà con cá sấu tới và các bạn ơi, trái 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 rồi con cần cần thôi 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 rồi ơi, quỷ cá sấu nó ăn hôi của mình rồi. Thôi ơi, chưa có ăn được cái con kia nữa à. Cả này có cục hến hả? Wow, có cả thịt ở trong này nữa các bạn, được cả thịt nữa ăn. Mình thấy trên cục hến có mấy con boss, hình như boss của vanilla thôi. Và nhảy vào một cái đi thôi, mình sẽ tắt đi cái phần đánh dấu này đỡ vướng à. Ok,
Vậy là có được con farm gỗ. À, mấy con này phải không? Mày hả bưởi? Chơi được, chơi được, chơi được. Chơi được, chơi được. Chơi tới luôn. Nhìn nhìn xung quanh có con gì nguy hiểm không? Không có phải không? Con này không có lấy được sạch chứ. Trời, cái level của nó kìa. Ya yeah. Ui, cái gì vậy? Cái thù mình nó dí mình tới đây luôn các bạn. Ây da, chơi được, chơi được, chơi được, chơi được, chơi được. Mày hả mày? Mày. Nhưng bây giờ nó cắn mình luôn rồi nè. Hồi nãy nhìn nó lù đù lắm các bạn. Rồi vô cái farm mà, vô farm mà, vô farm mà. Như vậy là nó sẽ không tấn công mình được. Mình cứ tập cặp tới thôi. Vòng vòng, vòng vòng đẩy phá phải không mày? Áp dụng cái vòng vòng đẩy phá của mình á. Mà đây rồi. Thử xem có thịt gì không nha. Đó, có thịt đùi luôn nữa nè. Để dành xem mấy con ăn thịt á. Nhưng mà giai đoạn này chắc mình không có làm được mấy con ăn thịt đâu. Nó chỉ có làm thịt mình thôi chứ mình làm gì được thịt nó được. Chủ yếu là lấy da thôi. Ngày mấy luôn, con này là con khủng long ấp trứng nè các bạn. Mùi găng của nó kìa. Nhìn nó đẹp quá, cái mền của nó cũng khác với con vanilla nữa. Mình thì cũng đã có được một bộ giáp rồi. Mình cũng mặc vô luôn. Ôi ôi, lưu bận như vậy. 1000 mấy các bạn. Và con này có hại nha. Nhìn nó bự hơn cái con hươu phát sáng nữa. Quá dữ dội thôi. Né né thôi. Bên đây là con dị báo bão cát nè. Có hại gì không? Cũng có hại luôn các bạn. Cùng hại với lại cái con kia nè. 1100 luôn. Thôi. Con bị ấp trứng nhỏ nhỏ kia thôi mà nó đã khủng khiếp vậy rồi. Ủa con rùa đó nè. Rùa đây, rùa đây. Khó nhìn tên đó quá. Rồi ra kia. Cũng là của mod. Bên đây thì có thêm một con nữa nè. Con này nó vào 1000 hả? Thôi, né né nó ra luôn đi. Farm chỉ để lấy thịt thôi, bây giờ mình cũng đã có thịt rồi. À, quên 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 quên. Chỗ đằng kia mình đang nướng thịt đó các bạn mà mình chưa có lấy. Mình mới lấy được có 40 miếng thịt mà mình ăn nãy giờ thôi à. Bây giờ mình vòng nó lại để mình lấy luôn mấy miếng thịt rồi mình đi luôn. Nướng một bên mất tiêu rồi. Đây là khu vực này cũng an toàn. Thôi, lấy đồ hết ra đi. Để lại cái campfire ở đây thôi các bạn. Chỉ biết là mình lấy thịt rồi đi thôi. Cái gì vậy? À, mấy con nhỏ nhỏ tấn công vô phát sáng các bạn. À, ăn giết con phát sáng hả? Ủa, con phát sáng sắm chết rồi. Mình sẽ ca ếch nó luôn. Đậy rồi. Ồ, có thịt thúi nhiều lắm luôn á. Đánh con phát sáng đó dễ lắm các bạn. Mà được thêm một đống đồ luôn á. Còn mấy con quỷ nhỏ này thì nó hay kiếm chuyện người ta nè. Mà nó sắp chết rồi. Mấy con này là mấy con gì mà nhìn thân hình nó ghê lắm. À, con zombie hả? Nó là hệ zombie. Hàng gì nhìn nó kìa. Be bét máu me dữ lắm. Level 1000 mấy. Mấy con này sâu dữ hơn. Thôi chạy 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 luôn. Là có được thêm một cái này nhìn như cái não á. Của con phát sáng nè. Ôi da, con đô đô hả? Ây da, đô đô đen đen nãy mình lấy thịt của nó đó. Xuất hiện ở phía bên này luôn. À, Titan, ui. Mấy con nhỏ nhỏ bạn nó tấn công con Titan luôn kìa. Ây da, mặc dù con Titan nhỏ nhưng mà đánh rất là lực luôn á. Có cả ủng ỉm lên đó nữa. Nhưng mình đã hỷ phi lắm. Thôi nên là tốt nhất là mình sẽ lên lên trên núi đi các bạn. Lên trên núi cao để tìm thêm mây tàu nữa. Trên này mình nghĩ chắc có mây tàu á. Trên này chắc chắn là phải có mây tàu. Úi, mới gì spawn nó luôn hả? Tự nhiên đâu dưới đất nhú lên. Và trên này mình thấy vàng vàng ở trên nè. Phải mây tàu không? À đây nè các bạn, đây 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 đây. Có cục mây tàu ở phía bên trên này nè. Là nghĩ nghiêng xung quanh không thấy có nguy hiểm thì bắt đầu hành nghề thôi. Lấy cây cuốc ra để chào. Nói cho mình mây tàu sao toàn là đá không vậy? Đó, phải vậy vậy chứ, được 4 cục mây tàu đó bạn. Cào hết cục này chắc là được thêm một mớ mây tàu nữa. Nói em không phát sáng này đi cũng đỡ về đoạn đầu ghê chứ. Đã vậy còn nãy thôi được thêm một mớ thịt nữa các bạn. Thôi lên núi cao, trên này núi đá kìa. Nhìn ở phía bên đó bạn thấy đá nhiều lắm. Chắc chắn là nhiều khoáng sản á. Mới lên thấy cục mây tàu này rồi cho nên đào ít luôn cái. Ok, sau khi đào xong cục đó thì mình đã có được cho mình 50 mấy cục các bạn. Nâng cấp lên để mà chế tạo được cây này thì cần có cái chế tạo trực tiếp trên người của mình mà nha. À đây phải không? Nhìn ở trong này nó lạ lắm các bạn. Cần có thêm phần hát nữa. Hát thì con này farm được, đó. Hên quá. Có con này cũng đỡ. Và có được cho mình tháp. Lấy tháp trong người em nó ra luôn. Chế tạo luôn cái này luôn. Rồi cái này thì hiếu, chắc là hiếu mây tàu rồi. Ui. Ây da, ây da. Oh my god. Thôi.
Ok. Mày hả, bưởi đâu có dễ ăn được anh. Ôi ôi, con quỷ đất tơ hết hồn các bạn. Có chừng đi xuống dưới luôn á. Đây đây đây, dòng lên phía bên trên lừa nó liền các bạn. Dễ bộ mình tính nhảy xuống dưới các bạn. Nó bay xuống dưới còn mình thì ở lại. Nghe có tiếng chừng ở tiếng sao ghê quá vậy. Hình như tiếng chừng của con nhảy của mình thôi. Khu phát sáng của mình. Giờ này đi ra phía ngoài. Ê, có thằng là phát sáng đó nè. Thằng là phát sáng này level như đây. Con này thì à, 200 mấy các bạn. Được, 200 mấy đánh được. Dĩ heo. Con này nó chậm cho nên là dễ. Và xuống để mình lấy thêm một ít thịt. Mình đã có được bộ dụng cụ mới rồi. Dục mấy cái này đi. Chuyển lên dụng cụ của mod luôn. Lấy thêm ít da nữa. Đó, lấy được chi tin. Lấy được chi tin như đồ trong người của nó đó. Và thử ra bây giờ thì thử sử dụng cái bộ dụng cụ mới này để đào thử nha. Dụng cụ này sao nó màu mè qua lá hẹ dữ nha. Đó, đào được rất là nhiều mê to luôn các bạn. Mặc dù là đào cho trong cục đá bình thường ha, dụng cụ xịn nó có khác. Đào được nhiều lắm. Đó, bởi liền. Và chế tạo lên hẳn cái cây. Cây này thì cần có thêm gỗ đúng không? Gỗ thì trong này có, nhưng vẫn chưa được. Chưa đủ thì lên trên này để farm thêm một ít gỗ nữa. Đây 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 đây. Hút cho một cái nè, cụm đầu một cái nè, phi một cái nữa nè. Rồi đã có được cho mình gỗ rồi. Mà, lên bộ dụng cụ luôn, cắt bớt đồ trong này một cái. Bộ dụng cụ mới này sẽ giúp cho mình có công dụng gì đây? Cái lưỡi liềm này thì có giúp cho mình farm được berry nhanh hơn không nha? Thử 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 luôn. Ôi, farm được cả bắp nữa các bạn. Phải 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 nhìn nhìn. Farm được cả nông sản đặc biệt luôn nữa nè. Cây này xịn quá vậy. Đó, đầu tư. Ôi, được thêm một cái loại berry gì đó đặc biệt nữa nè. Ngoài ra thì có rất là nhiều nông sản tha hồ mà ăn luôn. Em này nãy giờ chưa có đồ ăn đúng không? Đói dữ lắm luôn các bạn. Trời ơi, tội nghiệp em nó. Cho em nó ăn mấy cái này đi. Bây giờ thì đã có đồ ăn rồi, không sai em ơi. Bình tĩnh. Hồi nãy hơi nghèo thôi, chứ bây giờ thì đã khác rồi. Không còn nghèo như hồi nãy nữa. Mình đi sau trong này để thử xem coi. Núi trên này là cái núi em. Núi đá phía bên kia mình thấy cái núi bự nữa nè. Trời ơi, núi nhiều lắm. Chỉ có núi nữa. Chỗ đó là chỗ hình như là cây cột đánh boss các bạn. Nhưng mà cái map này nhìn nó cũ đến mức mà cây dây leo gì nó mọc tầm lum tầm la ở trên á. Nhìn nó cũ rất. Bên kia, ui, bên kia mình thấy có cả rít. Ui, ở đây nè bạn, trời 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 trời. Ngay dưới chân mình luôn á. Trời, đứng nhìn cho xa, nhìn xuống có phía bên kia thấy có rít tàu. Nhìn xuống dưới chân thấy ngay cục rít tàu đây luôn. Đây rồi. Đào, đó, trời ơi, rít tàu đây rồi. Mình có thể chế tạo được cái ông già mình đó. Để xem coi đủ level chưa nha. Cái glass, đây nè. Học cái foundation luôn đi anh. Học cái work ở trong này để học mấy cái foundation luôn. Học luôn cái phần vách tường luôn. Học tầm lum tầm la đi. Rồi. Để mình có thể chế tạo sắp tới. Và đây thì có rít tàu nữa. À, đào luôn. Vậy là mình có thể làm được cái ống dòm trực tiếp ở trên người của mình. Cần có thêm gỗ. Bấm hút từ gỗ trong người con kia ra luôn. Đây rồi, mình đã có cái ống dòm có thể quan sát được xung quanh tiện hơn. Để ở số 3 đi. Mình quen tay để ở số 3 rồi. Bật lên một cái. Ủa, đi vòng vòng ở phía bên này luôn. Phía đằng trước có mấy con đô đô nha. Bên kia thì mấy con nha. Trời ơi, Baron Tơ level 500 mấy, 600 mấy không à. Xin thêm một ít nha. Cái cây này chặt ra được cả thịt thối đó các bạn. Chuyện dữ vậy. Thịt thối thì chắc là cho con này giữ giúp mình đi. Để trong người của mình có 8 phút thôi các bạn. Còn bỏ trong này thì tăng lên 50 mấy phút nè. Lâu hơn hơn nhiều. Nông sản thì cho em này giữ hết đi. Bên kia mình thấy có con gà. Gì á? Bảo chúa T-Rex. À, T-Rex này giống giống của Vanilla quá. Hình như của Vanilla đó. Ôi ôi, level 1000 mấy luôn á. Phía bên kia con gà. Trời ơi, nó có biểu tượng gì trên đầu nè. Con nó cũng phải mốt rồi, rồi 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 thôi chắc chắn rồi, nguy hiểm lắm con nó mạnh á. Trên này có con bờ te, bờ te thổi level 1000 mấy luôn các bạn. Bây giờ muốn xem được cái mấy con mà level cao đó chắc không phải mình sẽ chế tạo cây này nè. Cây này chắc phải cần có thịt với là độc thịt của mấy con infe thì vậy. Bây giờ phải đi xuống phía bên dưới thôi. Qua phía đây ở có cả bọ ngựa nữa ha, đang đánh lộn với bọ ngựa. À, bọ ngựa sắp chết rồi các bạn, bọ ngựa sắp chết. Ủa, con raptor hồi nãy nè. À, mày ha bưởi. Con raptor hồi nãy nó dí mình nè các bạn. Kết quả của nó nè, sau khi bị mình lừa rớt xuống núi thì nó ra nông nổi như vậy nè. Tội nghiệp em nó, ghê không. Và cái cây rìu này chặt được cả Naco Berry đó bạn. Chi tin thịt. Cả thịt cá nữa hả. Ảo ma dữ không.
Đã chết hả họng luôn ạ. Phía bên đây thì con khủng long ba sừng này mạnh dữ nha, hình như nó đánh chết xong cái con nha. Ui con bọ ngựa chết luôn rồi nè các bạn. Cơ hội cho mình chứ còn gì nữa. Được polymer không? Cái cây này chặt ra được thịt thối không vậy? Ôi không được polymer. Và trong này có túi đồ, thuốc súng với lại bánh kem. Phía bên đây thì được cái có con Terror nha. Con này hãy infer nè. Với lại con khủng long ba sừng đội 80 mấy ngàn máu hả? Level cao quá không chơi được. Con này của mình còn yếu lắm. Mình đang cần có thịt của nó đó các bạn. Nhưng mà nó level cao quá. Hay là lừa lừa nó đi cho vô mấy con nguy hiểm đánh á, để mình ngư ngư ông đắc lợi. Còn cái xác của mình ở phía bên kia kìa, nãy chưa có lượm xong nữa. Bây giờ quay trở lại thử nha. Cộng cho con này thêm một chút tốc độ đi bạn. Để có gì đua xe cho nhanh nha. Đó, đó lên liền. Ui, cộng có một chút xíu thôi mà em nó chạy nhanh nè. Đó gì thoát khỏi nguy hiểm mà chứ. Con này 60.000 máu à. Cũng để của mình bao nhiêu đây? 33.000 máu thôi. Chơi được không đây? Thử một cái nha. Rồi rồi có gì chạy. Đây rồi đây rồi, dụ dụ nó ra phía bên ngoài các bạn. Mình đánh thử có được không? Không được thì bỏ giọt thôi. Nguyên là chết, phát chết luôn không? Ây da, được 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 các bạn. Được, nó đánh mình 1.600, mình đánh là 1.800. Chơi được, có lên 560 phải không? Ây da, nhưng mà tăng turbo. Không được, không được, không được các bạn. À, chạy 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 chạy. Vậy là phải rỉa từ từ thôi các bạn. Không có một lần vô dòng được luôn đâu. Rồi, chạy lên phía bên trên này đi. Ok. Cho em nó ăn cái trắng vô được. Đắp 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 cái trắng vô. Giảm turbo xuống liền. Ok. Xém chút nữa xỉu luôn á. Trong lúc chờ đợi cho em nó giảm turbo xuống thì mình sẽ nghiên cứu trong phần chế tạo thôi các bạn. Nghiên cứu trong này cho có gì không, có loại độc nè. Còn có polymer ha. Còn một loại thịt gì đó. Trời ơi, công thức lằng quằng lắm. Và mấy cái yên chuỗi này cần có một cái loại da gì đó đặc biệt đó. Da Aebix. Chắc là đi đánh mấy con hệ Aebix rồi mới có được. À, Summon Alpha bự te các bạn. Cái này thì cần có trái tim, hai trái tim với lại 50 cục thịt. Với lại một cái trứng con bờ te. Là có thể làm được cái vật phẩm này là nó có thể summon ra trở thành cái con đệ tử của mình luôn. Nó kêu là Tembara Alpha bờ te này các bạn. Bờ te ro nè. Vậy là mod này mình có thể chế tạo ra được những cái con mà mình có thể summon ra được. Trở thành đệ tử của mình. Nhưng mà quan trọng là cần phải có thịt. Mình sẽ quyết định là sống ở trên trên núi này. Sống trên núi suốt suốt ở trên này mình thấy an toàn nè. Chứ còn ngoài bờ biển thì nó cũng thị phi quá, không an toàn lắm. Ở đây thì có những cục mây tàu, ghé xuống để mình cào luôn. Ôi, có được cái cây dụng cụ này cào ra được cả crystal đó các bạn, obsidian nữa nè. Không những là mây tàu ha, còn nếu mà sử dụng cái cây này thì sao? À, cây này chỉ toàn là được đá thôi các bạn. Toàn là được đá thôi, cho nên là sử dụng cây này ngon hơn. Cào với cục mây tàu thì được crystal ha. Còn cào với cục đá thì được berlin với đài đá. À, chỉ có cục mây tàu thôi là cho mình cái clip tàu với obsidian nè, nhiều lắm. Mình sẽ tìm chỗ nào đó ở trên cái núi này nè các bạn. Nó tương đối bằng phẳng một chút để mình bắt đầu định cư xây dựng căn cứ chỗ này thì... Chỗ này cũng được nè, phía bên đây thì... À, phía bên đây nó bằng phẳng hơn các bạn. Chỗ này hơi nhỏ ha, nhưng mà sống tạm trên này thôi. Sau này chắc phải tìm chỗ đó nó bằng phẳng hơn nữa mới được. Ôi, con titan khổng lồ phía bên trên kia các bạn. Đó, con titan này là hình như là con titan... Không phải của Vanilla. Phải của Vanilla không? Nhìn nó hơi lạ lạ. Nó không có ghi là tên của mod nhưng mà thấy nó lạ lắm. 3 triệu mấy máu à? 20 triệu turbo hả? À? Trời ơi quá kinh dị. Level 1.600. Quá ghê gớm. Trên kia có cây cột đánh boss. Mình cứ nhìn nhìn thấy tưởng như con bạch tuộc ở trển chứ. Cứ quay quay vậy để bạn thấy giống như mấy cái kiểu xúc tua á. Thôi chắc là mình sẽ quyết định là sống ở đây đi. Mình bắt đầu làm cho mình những cái foundation đi. Bằng gỗ luôn. Chế tạo khoảng tầm 4 cái đi. Đó và bắt đầu học những cái lò nung. Cái lò nung furnace thử xem coi có của mod không. À có của mod Bara luôn nè các bạn. Ôi vậy chơi của mod luôn chứ còn chờ gì nữa. Level 1 thôi là có thể chế tạo được cái lò nung rồi. Đây nè bấm một phát luôn các bạn. À thiếu gỗ hả. Ui gỗ thì dễ rồi. Lĩa hết mấy cây trên này luôn nha. Đó dập một phát là đi một cây. Dập một phát là đi một cây. Con này thiên hướng về farm thác nhiều hơn so với là farm gỗ. Nhưng có em nó cũng đỡ. Đó, tự hết mấy cây. Đó, đi xuống phía bên dưới để xem coi đủ không. Bấm một phát, đó. Đó luôn. Foundation được có một cái thôi nha. Thiếu gỗ chắc. Chắc cho mình bị thiếu gỗ á. Thôi đặt tạm đây đi. Thôi, để cái lò nung lên phía bên trên luôn.
Rồi. Ôi cái lò nung mày nhìn nó thật sao không? Cái lò nung mày giống như kiểu được làm bằng metal vậy đó bạn. Hay là từ phế liệu gì đó. Và cần phải có, chắc là phải cần có gỗ không? Bỏ thành tháp vô trong này đi. Bật lên một cái. Rồi đem mấy em này vô trong luôn. Em này nãy giờ vẫn chưa tuột turbo xuống được các bạn. Turbo nhiều quá mà không tuột xuống nổi luôn á. Bỏ metal trong này để chuẩn bị có mây tàu. Ôi trời trời trời, nó nấu nhanh này các bạn. Wow, đúng là đồ nung xịn của mod có cá khăn. Nấu cực kỳ nhanh luôn á. Thay vì bỏ hát vô thì mình sẽ bỏ gỗ ở trong này các bạn. Để sau này còn có than nữa chứ. Chiên ít gỗ ra để bỏ ở trong này đi. Bật lên, bật lên, bật lên. Để có than để làm mấy cái viên đạn nữa. Chắc chắn sau này cần có đạn lắm á. Và chế tạo thêm một mớ foundation nữa đi. Được thêm một cái nữa thôi các bạn. Và mình thì lên cấp đúng không? Lên thêm một chút tốc độ đi, và nghe có tiếng chân, tiếng chân của bên kia chứ, vẫn đâu gần chứ nguy hiểm tới nữa, báo nữa, mình đang bắt đầu ổn định dần dần rồi đó bạn, ngon lành nha, có mây tàu rồi, từ mây tàu để xem cho mình có thể chế tạo được gì nữa không nha, cái bài này hả, của Bara các bạn, đang để Bara nha, Bara thử xem có gì trong này không, chỉ có cái bài này thôi à, cái bài này không biết sử dụng để làm gì đây, Survival Workbench không biết có sử dụng để chế tạo gì không nha. Còn có 100 mây tàu là hơi bị đắt tiền luôn á. Có cái thùng để ủ của Workbench nữa nè. Vậy là cái Bara là có cái này. Paranoid đó các bạn. Có con này á. Vậy là mục tiêu của mình cần phải hướng tới con này rồi. Vậy là bây giờ phải đi tìm vòng vòng. Tìm những cái con bờ te đó bạn. Bờ te hoang dã xem coi nó có đẻ trứng rớt không nha. Để mình lượm. Còn chỗ đó thì cứ để chỗ đó. À bờ te đây nè các bạn. Trời ơi mới gì nói luôn á. Ôi, đi dọc dọc vô trong rừng đó các bạn, mình phát hiện ra có một cái con Bara các bạn, hệ hệ Infer nè. Con này chắc dễ á. Phía đằng sau kia đằng kia hình như có con khủng long ngủ ngày. Con này thì đánh nó thử à. Đó, con này 17.000 máu đó các bạn, chắc là dễ hơn cái con khủng long Bison á. Rồi đang đi tìm trứng của con bờ te. Thì tự nhiên phát hiện ra con này, bờ te thì không thấy á. Nhưng có con này chơi nó luôn. Đợi rồi, chạy đi đâu, tốc độ của nó đi chậm lắm. Mình rỉa nó từ phát được. Con này đánh khoảng tầm mười mấy phát là em mới đi à. Đó, đánh thêm một cái nữa, 6.000 máu rồi các bạn. Mình đứng yên một chỗ thôi à. Chạy rồi. Dừng lại. Chạy đâu, một phát nữa thôi. Đó, ui được trái tim của nó các bạn. Được một trái tim thôi à. Ui, sai sai sai. Ủa sao được không được thịt. Không được thịt của nó các bạn. Hay là cần phải sử dụng cái bộ dụng cụ của Vanilla hay là sử dụng cái này. Thử cái này nè. Cái này không được. Để mình thử cái bộ dụng cụ của Vanilla thử nha. Bộ dụng cụ này đào ra được gì đâu không à. Ở dụng cụ của Vanilla nãy mình dục hết rồi. Ở chế tạo lại nha. Cái này đào ra toàn thịt thối thôi các bạn. Cái mình cần là thịt của con Inferno, Infested này nè. Đây thử lại bộ dụng cụ của Vanilla một cái nha. Ở cái rìu trước các bạn. Đó được thịt nè. Đó được độc luôn nè. Còn cái cây này thì sao. Đó được thịt nhiều hơn các bạn, đó được thịt được độc nè. Đây đây. Phải như vậy chứ. Cái cây kia là để dành farm thịt thối thôi. Vậy là mình cần phải có một bộ dụng cụ metal của Vanilla nữa các bạn. Thì mới ngon được. Quá trời độc luôn nè, quá trời thịt luôn. Ngon luôn, ngon luôn. Rồi xong. Một cái xác đã ra đi. Vậy là một con nó sẽ cho mình một trái tim với lại rất là nhiều thịt và độc. Đây rồi, cất mấy cái này vào trong này đi ha. Mình sẽ xem cái công thức để chế tạo được cây này thì cần có 50. Mình nó thì có được 50 mấy với một trái tim mà. Còn con bờ te thì có nên đầu tư cho con, có nên đầu tư cây giáo luôn không? Bờ te bây giờ chưa đủ á. Thôi chắc là phải đầu tư cây giáo trước đi các bạn. Trời cũng bắt đầu dần dần tối đi nữa rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái túi ngủ luôn. Để ở đây có gì lỡ chẳng may chết thì có hồi sinh. Và trong này thì đã có được đang nấu mì tàu rất rất là nhanh luôn các bạn. Cứ đào về bỏ trong đó nó nấu siêu nhanh, siêu khủng khiếp luôn. Và đã có được cái túi ngủ à. À nãy quên là cái giường luôn á. Làm túi ngủ làm chi không biết nữa. Anh lỡ rồi. Đặt đại đây đi. Đại xuống đất để có gì hồi sinh đó. Và còn một cái nữa nè. Đặt luôn xuống đi. Campfire à. Campfire của Vanilla nãy lúa được từ cục phấn. À đặt ra luôn để nướng thịt lên. Thịt thì có 100 mấy cái luôn rồi. Nướng thịt lên luôn nha. Bỏ hết vỏ trong này đi. Và nghe tiếng đi. À bờ te. Có đẻ trứng không trứng. Con bờ te bây giờ chỉ cần có thịt thôi à. À thịt đuôi được không. Đây 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 đây. À con này teo theo kiểu bắt siêu luôn các bạn. Ôi vậy là ngon 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 ngon. Mình level bao nhiêu rồi.
Level 36 đó bạn. BT đó chắc là BT của Vanilla. Nếu mà BT của Vanilla thì mình có thể thu phục được em nó mà không cần phải bắn xỉu luôn á. BT của Vanilla thì cần có level 38 lận á. Còn mấy con Paranoid đồ nè, nhiều lắm luôn á. Mấy cái này không biết có thể trang bị được cho em nó không nữa. BT này thì cần có thịt, à có trứng mới chế tạo được. Vậy là lên level 38. Mình ở đây mình chế tạo nhiều nhiều thôi là cũng lên được rồi. Rồi có được mới tổ ở trong này nhanh lắm. Bây giờ thì chế tạo được cái bàn chưa? Cái bàn này thì còn có thêm gỗ à. Gỗ thì hết sạch rồi. Nếu mà mình chặt gỗ bằng tay bằng cái cây rìu mới này của mình thì được nhiều hơn. Đúng rồi các bạn. Nhiều hơn so với sử dụng con thu á. Thu được cái hút được một cái là đi một cây, hút một cái là đi một cây. Chặt cây rìu này thì sẽ được nhiều hơn. Cho nên mình sẽ sử dụng cái rìu luôn. 400 mấy luôn rồi các bạn. Quá dữ dội anh. Quay trở lại thôi. Được rồi. BT kia thì sao rồi em? Ăn được tiếp không? Đây rồi. Thêm một phát nữa và không quên đánh dấu em nó lại luôn chứ để em nó bay mất tiêu. Level 1008 luôn á, quá đã luôn. Có được em này là sẽ có được trứng của nó các bạn, nuôi từ từ. À mà nó là con cái hay con đực, quan trọng là nó là con cái. Ôi là con đực nữa hả? Thôi xong rồi, tem lộn hàng rồi các bạn. Nhưng chạy có em nó bay bay cũng đỡ ha, giai đoạn đầu mà có em nó là cũng ngon. Có thêm được thịt nè, bây giờ thì chế tạo cái workbench này luôn đó, phải vậy chứ. Rồi để ra nó hơi ngược ngược rồi. Và nó thì đây rồi, có thể chế tạo được con BT trong này và cái cây trong này nè các bạn. Mây tàu thì thiếu, thiếu 9 cục mây tàu nữa. Là một chuyến đi farm thêm mây tàu thôi bạn. Turbo con này thì vẫn còn nè, chưa tụt xuống hết nữa. Và quay trở lại cho ăn tiếp đi. Kìa, chưa kịp ăn nữa bay lên rồi. Nó hoảng sợ quá. Chờ đợi em nó đáp xuống ha. Trứng thì nó vẫn chưa đẻ. À quên, con này con đực mà đẻ gì. Thôi thì mình sẽ đi farm thêm mây tàu đi. Trong lúc chờ đợi cho nó hạ cánh lâu lắm. Lũi lũi trong khu rừng này. Để mình đào trong khu rừng này nè. Né né con này ra. Vẫn còn đang ngủ ở trong đó. Trong này có chuồn chuồn được thôi. À đây 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 có mây tàu nữa bạn. Đó. Mây tàu đây thì nhanh tay đập thôi. Chứ mình đó có con gì. Hình như con đó hiền. Rồi đào mây tàu trước đi nha. Đang đào mây tàu các bạn thì mình thấy có cái con gì xanh lè trong này nè. Bật cái ống dòm lên để quan sát thử coi. À của Vanilla thôi. Và mình nghe có tiếng con gì á. Con nhện phải không? Ô con nhện. Ô con nhện này nó mạnh không vậy? Nó bị tăng turbo rồi các bạn. Oh my god, mà nó đánh tăng turbo mình cũng dữ lắm luôn á. Ôi nó đánh chết một cái con Tero. Con gì đó, con Bara rồi. Trời ơi, phải chi mình tới sớm là được rồi. Nó đánh chết mình không có được chết. À đủ chết tim luôn nè các bạn. Wow. Và nó ở đây hả? Đây để mình thử sử dụng mấy cuốc của Vanilla thử coi. À được chi tim nè. Con này nè. Ừ, toàn được chi tim thôi cho nên sử dụng cái này đi. Sử dụng cái này còn được cả thịt đùi, cả thịt thối đó. Ngon 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 ngon. Tự nhiên đang đi đào mới tàu. Và nó đánh cho mình tăng turbo lên nè. Đang tăng lên từ 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 từ. Không ổn rồi, thôi dọt về về nhà về nha. Dọt về dọt về lá. BT của mình ở hướng phía bên kia 50 mấy phần trăm. Chắc tầm 2 cục nữa thôi mấy bạn. Em nó trở thành đệ tử của mình là mình có con BT. Và bây giờ thì mình đã có được hai trái tim rồi hả? Thử chế tạo con BT của mod luôn các bạn. Summon nữa hăng. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là mình thiếu cái trứng chứ. Cái trứng mới quan trọng á. Trái tim mình đã có đủ. Oh my god, tới nữa hả? À, con này mình chơi được. Trời ơi, liều 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 hả mày. Trời ơi bây giờ có ống dòm nữa các bạn, mình biết được con nào mạnh con nào yếu ha, dễ dàng xử lý nó liền. Giỡn nè, hồi nãy nó có con kia nó dí mình lật đật lừa nó nhảy xuống núi. Bây giờ thầy quay trở lại bỏ mây tờ trong này để nấu thêm thôi. Đây bỏ mây tờ trong này có nướng thịt được không? À nướng thịt được các bạn, hàng gì mình thấy có mấy cục thịt để ở phía bên ngoài ha. Vậy là cái này có thể thay thế cho được cái cam vai luôn nữa, không cần phải sử dụng tới cái campfire vùi bắp ở phía bên đây nữa. Đập bỏ cái campfire luôn đi. Ok. Bây giờ có cái lò nung để có thể nấu được cả thịt luôn. Và trong này thì bấm thử một cái thôi. Thiếu thêm một cái trứng nữa các bạn, với lại thịt nữa. Thịt ở trong này có thể làm được luôn nè. Wow. Chỉ thiếu cái tim thôi các bạn. À thiếu cái trứng thôi ha. Thịt thì có thể làm được. Mà con kia nó bay tuốt ở trên kia là làm sao vậy? Kìa. À, hai con đực luôn các bạn. Sẵn sàng ăn lần tiếp theo rồi, nhưng mà nó không đáp xuống. Và đây nè, con này thì đáp xuống nè.
Thu phục lần hai con luôn. Con này thì một phát mọc được 25%, con kia thì chưa chịu đáp xuống. Nhưng mà hai con này toàn là con đực hết à. Mình đang cần có con cái nhưng mà không có. Còn nó có con BT gì đâu không à. Giờ thử trước cái cây giáo trước đi anh. Cây giáo cần có độc nè. Bấm một cái luôn. Đó, đã có được cây giáo, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho mình đây. Đó, có vũ khí cận chiến đó bạn. Mấy cái này thì dục bỏ đi ha. Hay rồi, cái giáo này nhìn cũng giống giống kiểu cái giáo của Vanilla thôi. Và em này hạ cánh xuống nè, cho ăn thêm một cái nữa. Con kia thì cũng hạ cánh xuống luôn rồi phải không? Thịt đùi mình có nhiều lắm. Ở bên mình có thịt cừu mà, trời ơi nãy giờ quên đó bạn. Cho nó ăn thịt cừu cho nó nhanh chứ. Rồi con này không chịu đáp xuống rồi. Còn phía bên kia mình cũng đánh dấu lại luôn đi. Hai con luôn mà hai con đực. Cái đau đớn gì đâu á. Mình sẽ đi vòng vòng để tìm trứng thôi. Con cái chắc bây giờ phải tìm ra ngoài bờ biển á sẽ được nhiều hơn. Đi tìm con BT nãy giờ các bạn mà không có con BT cái cho nên quyết định quay trở lại với lại hai con BT đực của mình. Đây rồi, cho nó ăn tiếp. Đó, con này ăn một phát luôn. Hai con luôn bạn, sẵn lỡ có hai con đây làm luôn hai con. Và đi ra phía bên ngoài này thử nha. Hồi nãy mình phía bên ngoài này mình thấy có con spinner với là con cá sấu nhỏ nữa. Cá sấu nhỏ không biết còn sống không. Ủa bây giờ thì có cả T-Rex nữa các bạn. Hồi nãy không có con T-Rex anh. Rồi con rùa sắp đi luôn rồi, rồi luôn, trời ơi. Quá là dữ dội thôi. Ngoài đó thị phi lắm. Cho anh quay trở lại. Xem coi bờ te đói chưa. Bờ te đói rồi đúng không. Ăn tiếp là cưng. Bờ te bây giờ đói liên tục á mà. 1.008 con phía bên kia hình như cũng vậy luôn phải không. Đúng rồi bạn, hai con này sao giống y nhau vậy. Bây giờ mới để ý đó nha. 1.008 hết luôn á. 1.008. Con phía bên kia cũng vậy luôn. Mà con này sắp sửa xong rồi. Lấy xe motor của mình dí heo. Con này giống như kiểu bây giờ là mô tô cho mình đó bạn. Trong series lần trước thì có con Dodo á. Còn lần này thì có con mô tô này. Mô tô phát sáng. Còn BT bây giờ thì xem cho. BT vẫn chưa chế tạo được. Cái này có vật phẩm Simon gì nè. 10 trái tim nữa hả. Con cũng BT, Infe BT. À cũng là Simon đó con BT. Nhưng mà 10 trái tim là còn dự kẹt đắt lắm. Mình lên được hai level nữa nè. Cộng thêm một chút farm craft đi. Lên vừa đủ luôn bạn. Ui hên như vậy. Bây giờ thì cho em nó follow mình để lên phía bên trên thôi. Con BT phía bên đây thì ăn được chưa. Ăn được thêm rồi cưng. Ui xong luôn đó bạn. Trời ơi hai con luôn hả. Nhưng mà tiếc cái là hai con đực chứ. Xem con nào chỉ số ngon nhất nha. Con này là chỉ số tốc độ của nó là 200 bằng 204 nè. Con phía bên kia thì 200 mấy nè. Con này được cái nha. Ui con phía bên này ngon hơn các bạn. Con này được chỉ số máu ngon nha. Đam của nó cũng cao hơn chút. Con phía này tốc độ cao nè. Ok. Cần tốc độ cao. Lắp vô luôn. Đại ơi. Wow. Có con để mình có thể có phương tiện di chuyển đó bạn. Ui 2000 mấy đam các bạn. Đó. Vừa có bay được vừa đam được luôn á. Ngon 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 ngon. Nhưng mà con đùa đánh hơi bị lâu luôn á. Đùa máu hơi nhiều quá. Level nó chắc 1000 mấy á. Và con này thì lên tốc độ với là lên stamina cho nó là được ha. Vậy là mình đã có được con để có thể phương tiện di chuyển. Nhìn em nó cũng đẹp nữa các bạn. Và quay trở lại xem coi. Hồi nãy mình thấy ở phía bên tay các bạn cái gì đó mà lửa bập bùng dữ lắm luôn á. Có bờ te nè. Đây là các bạn bờ te cái này nha. Trời ơi nãy giờ mình đi vòng vòng bên đây bờ te nhiều lắm luôn á. Bờ te đực với bờ te cái bên đây nè có nè. Là con này thì mình sẽ cộng chút stamina lên đi. Ôi lên stamina. Kìa. Con cá đuối hả? Phải cá đuối không? Đúng đó các bạn, cá đuối kìa. Có một con cá đuối phía bên dưới nó tên là cái gì đó tên nhỏ xíu à, tên là Phantom. Có 30, có 60 mấy nghìn máu thôi các bạn, mà đánh ghê lắm. Đó, 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 đó. Ồ, có chừng trúng. Có khi ba trên này trúng cục lửa nó đi luôn cũng nên. Mình né né đằng cái bờ te ở phía bên dưới. Và là con cái, à đây, con cái này rồi các bạn. Cứ xuống cho nó ăn cái. Bắt luôn con cái nha. Đem về để giành lấy trứng của nó mới được. Con này sẽ để cái chế độ không tấn công lung tung. Gửi nó cho chắc nha. Con kia thì đánh dấu lại luôn các bạn. Trời ơi nãy giờ không tìm được em nó ăn. Bắt được xong con này mới thấy nè. Và sẵn sàng để ăn lần tiếp theo rồi. Và chờ đợi cho nó hạ cánh xuống. Con này thì không cần nè. Ôi con này luôn mà có 100 mấy à mà là con đực nữa. Nhà có hai con đực luôn rồi. Ở vẫn còn đây hả? Trời ơi hai anh em nhà nó các bạn. Đánh nhau và Allosaurus nó chết rồi. Chúng mình sắn cho một cái. Ok. Wow.
xuống sắn một cái lắp hết luôn các bạn, và lên được bao nhiêu đây, 12 level, quá đã luôn. Thêm một chút sức mạnh lên nữa nha, kêu sắn ta. Ok, lấy được một mớ thịt nữa. Vô ăn thôi, vô ăn thôi. Con tiên xanh này có khi mình đánh được luôn á chứ. Ui bây giờ sắn nhanh lắm. Ok ok, hơi bị chóng mặt chút nhưng mà đánh nhanh lắm. Đó, rỉa nó được luôn á chứ. Và tập trung vào chuyên môn của mình phía bên đây cái đã. Đây 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 đây, ăn 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 vô ăn vô. Ok ok, tiếp tục qua bên kia là chiến tiếp các bạn. Được đó nha. Ờ nó dí mình kìa. Mày hả bưởi. Trắng luôn. Rồi bay lên bay lên bay lên. Đang đánh với con gì á. Đó được nửa cây nè. Vô mình sắn một cái bay ra. Ai da cũng đau chứ bộ. Nửa cây con đệ của mình rồi. Nè nhưng mà hồi máu nhanh lắm. Lên thêm một chút sức mạnh nữa nè. Sắn cho một cái. Lên liền. Sắn cho một cái cứ bay xuống mình rỉa cho một cái. Bay nhanh quá ha. Quạt luôn. Ôi mổ trên lưng của nó được luôn nè. Đứng ở phía đằng sau mà nó đánh mình chỉ có 200 mấy đam thôi bạn. Tính ra con Titan này cũng dễ. Đây có được gì không à, đánh nó được xung cua. Được bao đôi xung cua với lại được cái chi tin. Thế là được thịt thôi. Thêm một chút máu đi cho nó an toàn mình sống em nó hơn. Và phía bên đây thì em nó lại đáp xuống nữa rồi. Mình sẽ tiếp tục cho nó ăn thêm một cái nữa. Em đã được 77% rồi, sắp sửa trở thành đệ tử của mình. Mình sẽ có được một cặp bờ te trong tập và hôm nay khởi đầu rất là thuận lợi ha. Mới vô thì hơi bị ăn hành chút xíu thôi, nhưng mà đã có được mấy cái con. Từ khi có cái con khu phát sáng các bạn, đúng là may mắn cho mình ha. Cũng nhờ cái con Baronto này nè, nó giả cho mình bộ phát chết cái xuất hiện cái con khu phát sáng. Từ khi có con khu phát sáng là cuộc đời thay đổi liền luôn á. May mắn từ khi gặp em đó. Em nó chạy nhanh, mình sẽ gọi là mô tô phát sáng các bạn. Mô tô phát sáng là hợp lý luôn á. Đó 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 rồi đó rồi. Đây rồi các bạn, ok em nó đã trở thành đệ tử của mình. Bây giờ thì dẫn em nó về thôi các bạn. Có con được con cái. Có con cái thì để dần dần từ từ kiểu gì nó cũng sẽ đẻ trứng cho mình thôi. Mà để thử xem coi mình chắc là còn thiếu một cái trứng nữa thôi các bạn. Đúng rồi, chỉ còn thiếu cái trứng thôi ha. Thịt, thịt của mấy con à, thịt đuôi đã được nấu lên các bạn. Thịt đuôi đã được nấu lên thì bỏ ở trong này thôi. Cần có thịt đuôi đi được nấu lên nè. Với lại cần có cục thịt của Infair. Infair thì đi farm mấy con khủng long ba sừng bây giờ thì dễ lắm. Quan trọng là cái trứng của con bờ te này hả. Bây giờ là phải chờ đợi cho con bờ te này nó đẻ trứng thôi các bạn. Thì mới có ăn. Đúng có một con cái thôi, toàn là mấy con đực hết. Chờ đợi cho nó đẻ trứng. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình có một cái khởi đầu trong cái series mới cũng khá là may mắn luôn ha. Từ khi mà bắt được cái con này đó bạn, con hu phát sáng này nè, mình sẽ gọi nó là mô tô phát sáng. Mình sẽ đổi tên cho nó lại luôn. Option trong này đổi tên nó là thành mô tô phát sáng luôn. Phát sáng chạy rất rất là nhanh luôn ha. Mới vô mình bị chết cái gặp con này cái là bắt đầu trở nên cuộc đời may mắn hơn hẳn các bạn. Trời ơi, có em nó thì di chuyển rất là tiện luôn á. Và bắt được thêm ba anh em nhà bờ te đó. Bây giờ chỉ cần chờ cái con này đẻ trứng thôi các bạn là mình có thể chế tạo được con bờ tem mới trong cái mod lần này rồi. Và video của mình trong tập ngày hôm nay đó các bạn thì bây giờ cũng khá là dài rồi, cho nên có lẽ là mình cũng phải tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series mới lần này của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video để tiếp thêm động lực cho mình làm cái series lần này thật là dài cho các bạn cùng xem luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye.